nó, cái nghề này nó có từ xưa thì nó nuôi sống mình, nuôi sống nhiều các thế hệ. Mà cái thế hệ của ngày xưa thì cũng đói khát, nhưng mà đến cái thế hệ chung chung vừa rồi cách đây được khoảng độ vài ba bốn chục năm giờ lại đây thì cái nghề này nó nuôi được nhiều đại học lắm. Nhà tớ cũng nuôi được hai người đại học.